Giá cà phê hôm nay mùng 3 tháng 1, cà phê trong nước giao động từ 38.600 đến 39.400 đồng mỗi kg. Giá cà phê trong nước những ngày đầu năm 2023 thấp hơn so với cùng kỳ 2022 khoảng 2.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay, mùng 3 tháng 1 giao động từ 38.600 đến 39.400 đồng mỗi kg. Giá cà phê trong nước hôm nay ngày mùng 3 tháng 1 dao động từ 38.600 đến 39.400 đồng mỗi kg. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân phổ biến ở mức 38.600 đến 38.800 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Lắc, tỉnh Con Tum giá cà phê từ 39.200 đến 39.300 đồng mỗi kg. Cao nhất là tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Nông giá cà phê chủ yếu quanh mức 39.300 đến 39.400 đồng mỗi kg trừ 100 đồng mỗi kg đối với một số huyện tại tỉnh Gia Lai. Đối với sàn giao dịch cà phê thế giới, hôm nay, cả hai sàn giao dịch London, Anh và New York, Mỹ đều đóng cửa, nghỉ bù Tết Dương lịch 2023 và sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai, mùng 3 tháng 1. Giá cà phê Robusta trên sàn London, Anh ở phiên giao dịch gần nhất ghi nhận đạt 1.799 USD mỗi tấn, kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2023. Giá cà phê kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2023 là 1.774 USD mỗi tấn, tháng 7 năm 2023 là 1.759 USD mỗi tấn và tháng 9 năm 2023 là 1.740. 8 USD mỗi tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York, Mỹ ở phiên giao dịch gần nhất ghi nhận khớp giá 167,3 cent pa cho kỳ hạn giao cà phê tháng 5 năm 2023. Các kỳ hạn giao hàng tháng 5 đến 7 tháng 9 năm 2023 dao động từ 166,25 đến 166,95 cent par. Như vậy, trái với dự báo về kỳ vọng tăng giá chào đón năm 2023, thì tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về khủng hoảng kinh tế sau một năm thị trường tài chính Mỹ tồi tệ đã lấn át khiến giá cà phê thế giới trong tuần qua tụt giảm. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 3 năm 2023 bay 76 USD tấn so với ngày đầu tuần trước, ngày 26 tháng 12, còn cà phê Arabica dù giảm nhẹ cũng mất 4,7 cent tập 3, kỳ giao cà phê tháng 3 năm 2023. Giá cà phê trong nước trong tuần qua cũng ghi nhận giảm mạnh tới 1.500 đồng mỗi kg so với phiên đầu tuần trước, ngày 26 tháng 12. Chưa có nhiều nhận định liên quan đến việc giảm mạnh giá cà phê trong nước tuần qua trừ yếu tố ảnh hưởng giá cà phê thế giới. Ngoài ra, một số ý kiến cũng cho rằng do giá cà phê trong nước những tuần qua bất ngờ đứng vững và tăng nhẹ trong khi giá cà phê thế giới giảm tạo khoảng tranh vì vậy, giá cà phê hiện tại giảm sâu hơn mức giảm của giá cà phê thế giới là sự tự điều chỉnh cân bằng của thị trường. Năm 2023, giá cà phê thế giới sẽ chịu tác động của những yếu tố nào? Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn hiện hữu chờ đón. Cuộc chiến Nga, Ukraine chưa có hồi kết trong khi dính líu gián tiếp và trực tiếp của Mỹ và châu Âu vào cuộc chiến này càng càng rõ. Cục dự trữ Liên bang Mỹ phát tuyên bố đến năm 2024 sẽ dừng tăng lãi suất, tức là dù giảm tần suất và mức tăng nhưng khả năng tăng lãi suất năm 2023 là vẫn có. Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu chưa có lời giải. Cùng với đó, lạm phát ở khu vực này đang ở mức cao, khủng hoảng suy thoái kinh tế thế giới được rất nhiều chuyên gia nhận định sẽ xảy ra trong năm 2023 tạo tâm lý tiêu cực cho thị trường. Xen lẫn những lo ngại nổi bật đó, việc Trung Quốc mở cửa biên giới, dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng COVID-19 từ ngày 8 tháng 1 tới đây là tin tích cực cho kỳ vọng các chuỗi cung ứng nguyên liệu, chuỗi sản xuất được nối lại. Tại Việt Nam, thì đây là tín hiệu tốt cho cả du lịch và xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản. Sau những ngày cuối cùng của năm 2022, giá cà phê ở cả thị trường trong nước và thế giới đều giảm hơn so với dự báo. Trong tuần này, giá cà phê khó có khả năng tăng những ngày đầu tuần. Ở những ngày cuối tuần, các sàn giao dịch, trong đó có giao dịch nông sản, giao dịch cà phê có triển vọng sẽ bật tăng khi chờ đón Trung Quốc hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm liên quan đến COVID-19. Giá tiêu hôm nay mùng 3 tháng 1, giá ổn định, thương lái đẩy mạnh gom hàng. Giá tiêu hôm nay mùng 3 tháng 1 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì mức ổn định, thương lái tích cực com hàng trước thông tin Trung Quốc mở cửa biên giới. Giá tiêu hôm nay mùng 3 tháng 1 tại thị trường trong nước neo cao sau phiên điều chỉnh tăng. Cụ thể, tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay đang được thương lái thu mua ở mức 60.000 đồng mỗi kg. Tại Bình Phước, Đồng Nai giá tiêu hôm nay duy trì ở 59.000 đồng mỗi kg. Tương tự, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay trứng lại và neo cao. Tại Gia Lai giá tiêu hôm nay đang được các thương lái thu mua ở mức 57.500 đồng mỗi kg. Tại tại Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 58.500 đồng mỗi kg. Kết thúc phiên cuối tuần, Cộng đồng Hồ Tiêu Quốc tế, IPC niêm yết giá tiêu đen làm tùng, Indonesia chốt tại 3.592, tăng 0,86% USD mỗi tấn, giá tiêu đen Brazil Asta 570 mức 2.500 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen Trinh, Malaysia Asta giữ mức 4.900 USD mỗi tấn. Giá tiêu trắng Munton 5.933 USD mỗi tấn, tăng 0,89%. Giá tiêu trắng Malaysia Asta vẫn ở 7.300 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.100 đến 3.200 USD mỗi tấn với loại 500 g L và 550 g mỗi L. Giá tiêu trắng ở mức 4.600 USD mỗi tấn thị trường tuần cuối cùng của năm 2022 cho thấy triển vọng khá tích cực khi không có thị trường nào báo giảm điểm. Ước tính xuất khẩu cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu vẫn chưa chạm mốc 1 tỷ USD như những năm trước. Ở thời điểm hiện tại, vụ thu hoạch hồ tiêu 2023 đang bắt đầu tại một số huyện ở Đá Nông và qua Tết sẽ vào vụ thu hoạch rộ, dự kiến sản lượng sẽ tăng nhẹ so với năm 2023. Theo các thành viên trên nhiều diễn đàn, những người trồng hồ tiêu Việt Nam, thị trường của Nam bỗng dưng sôi động hẳn. Ghi nhận thực tế, các thương lái tranh mua với mức giá cao hơn giá tham khảo trên mạng, nhanh chóng đẩy mặt bằng giá cán mốc 60.000 đồng mỗi kg. Nhiều ý kiến nhận định nguyên nhân do thị trường Trung Quốc sắp mở cửa nên thương lái tích cực gom hàng trở lại. Vừa qua, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo sẽ hạ cấp độ ứng phó Covid-19 ngừng cách ly bắt buộc với hành khách nhập cảnh nước này từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Động thái trên được coi là bước tiếp theo nhằm nới lỏng dần chiến lược Zero Covid được Trung Quốc duy trì gần 3 năm qua, chuyển sang sống chung với dịch bệnh. Thông tin trên cùng với kết quả tăng trưởng ấn tượng vừa được công bố hôm qua giúp thị trường hồ tiêu khởi sắc. Bởi trong giai đoạn cuối năm này thị trường Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu hồ tiêu.